Xin chào, các bạn đang theo dõi video của Vì Sao Thế Kiến Thức Thú Vị. Những người làm chương trình rất vui vì luôn được đồng hành của các bạn trong hành trình khám phá những điều thú vị. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng mình nhé. Các bạn thân mến, hầu hết ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã từng nhịn tiểu khá nhiều lần trước đây. Bàng quang thường dùng cơ chế tự động của mình để gửi tín hiệu lên não, giúp chúng ta phải chạy đến nhà vệ sinh gần nhất. Song đôi khi chúng ta lại phớt lờ nó vì đang dang dở công việc hay là chưa tìm được chỗ giải quyết, hoặc đơn giản là vì lười biếng. Và dù vì lý do gì đi nữa thì từ nay về sau các bạn tuyệt đối đừng nên nhịn tiểu lâu nhé. Nếu đang nghĩ thói quen này là bình thường, không cần thiết phải thay đổi thì các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ sau khi xem hết video này đấy ạ. Các bạn thân mến, chắc hẳn là sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu những thông tin trong video này có chính xác hay không? Chúng mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn rằng những thông tin được tổng hợp ở trong video này được chúng mình tham khảo ở những trang thông tin, báo chí chính thống, những trang web có uy tín. Bởi vậy các bạn có thể hoàn toàn yên tâm tiếp nhận những thông tin mà chúng mình chia sẻ ngay dưới đây. Và có một câu hỏi nữa mà có thể là các bạn cũng thắc mắc, đó là tại sao ekip của chương trình lại nghĩ ra được chủ đề này? Thực ra rất đơn giản thôi, bởi vì rất nhiều trong số những thành viên của ekip đã từng một lần, thậm chí là rất nhiều lần nhịn tiểu vì những lý do khác nhau. Và sau khi tìm hiểu thì chúng mình muốn chia sẻ những điều này với quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bàng quang là một bộ phận rất nhỏ trong cơ thể con người. Nó có hình cầu và tất nhiên rồi dùng để chứa nước tiểu. Trung bình bàng quang của một người trưởng thành thì có thể chứa khoảng 420ml chất lỏng. Tuy nhiên, khi cơ quan này co giãn tối đa thì thể tích thực có thể tăng lên tới 800ml. Theo nghiên cứu, khi bàng quang tích được khoảng 250-350ml sẽ bắt đầu có dấu hiệu giãn. Lúc này thì dây thần kinh sẽ bị kích thích, gửi tín hiệu lên não bộ. Đây là lý do vì sao chúng ta sẽ có cảm giác buồn tiểu và căng tức ở vị trí bàng quang. Trên thực tế thì mỗi người lại có những khả năng nhịn tiểu khác nhau. Có người thì có thể nhịn tiểu rất lâu, trong khi một số khác thì lại nhịn tiểu ít hơn. Tuy nhiên, việc nhịn tiểu dù lâu hay là ít thì đều gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Lâu dài có thể gây nên những bệnh lý mà khó có thể tránh khỏi. Sau đây sẽ là một số bệnh lý mà có thể bạn sẽ mắc phải nếu có thói quen nhịn tiểu và cũng sẽ là câu trả lời cho chủ đề của video ngày hôm nay. Tất nhiên rằng những bệnh lý dưới này chỉ là có thể thôi, không phải 100% những người đã từng nhịn tiểu thì sẽ có những cái bệnh lý này. Tuy nhiên thì chúng ta phòng còn hơn chống, đúng không ạ? Hệ lụy đầu tiên mà chúng mình muốn đề cập ở đầu danh sách này là đi tiểu không tự chủ, tiểu mất kiểm soát. Đây là bệnh lý đường tiểu phổ biến ở đối tượng người già, người cao tuổi do suy giảm hoạt động của các cơ quan. Vậy nhưng, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tiểu không tự chủ đang có xu hướng trẻ hóa dần. Nguyên nhân được đưa ra là bởi thói quen nhịn tiểu lâu, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Việc nhịn đi vệ sinh trong thời gian dài sẽ khiến bạn dần đánh mất phản xạ tiểu tiện theo chu kỳ. Thứ hai là có thể bị viêm đường tiết niệu. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là tình trạng đường tiết niệu bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Những dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm nước tiểu có màu đục hoặc là màu máu, người bệnh hay buồn tiểu, đau bụng dưới và vùng thắt lưng. Ngoài ra còn có cảm giác nóng rát khi đi tiểu và bị sốt nhẹ. Rất đơn giản thôi, bởi vì khi nhịn tiểu thì vi khuẩn trong nước tiểu tích tụ gây ảnh hưởng tới bất kỳ bộ phận nào đó mà nó đi qua. Đầu tiên là vi khuẩn có thể xâm nhập và gây viêm nhiễm ở niệu đạo. Tình trạng viêm nhiễm nặng, vi khuẩn có thể gây ra viêm bàng quang và lây lan sang thận. Phụ nữ là đối tượng dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu bởi vì niệu đạo ngắn, và khi viêm nhiễm thì mức độ ngày càng nghiêm trọng và nặng nề hơn so với nam giới. Bệnh lý thứ ba mà bạn có thể mắc phải là viêm bàng quang kẽ. Viêm bàng quang kẽ là tình trạng bệnh lý gây viêm và đau đớn khi mà bàng quang phải giữ nước tiểu. Người bệnh khi mắc bệnh này thì có những biểu hiện như là buồn tiểu liên tục. Vậy nhưng lượng nước tiểu mỗi lần thì rất ít, đôi khi là tiểu không ra nước. Kèm theo đó là tình trạng buốt rát, ớn lạnh mỗi khi đối mặt với nhà vệ sinh. Theo những nghiên cứu, viêm bàng quang kẽ chưa được xác định nguyên nhân gây bệnh, thế nhưng vi khuẩn được xem là thủ phạm đáng ngờ nhất. Và theo phân tích ở trên, thói quen nhịn tiểu lâu chính là cơ hội cho vi khuẩn phát triển, xâm nhập và gây ra viêm nhiễm.
Hệ lụy thứ tư là một vấn đề mà chúng ta vẫn thường hay bị những người xung quanh dọa rất là nhiều, đó là bị vỡ bàng quang. Mặc dù vỡ bàng quang vì nhịn tiểu là trường hợp bệnh lý có thể nói là vô cùng hiếm, tuy nhiên không phải là không có, đặc biệt là ở người có thói quen nhịn tiểu quá lâu, sử dụng rượu bia thường xuyên và liên tục. Do sự tích tụ quá mức chất cặn bã, nước thải, bàng quang bị dồn nén áp lực khủng khiếp khiến cho nó bị quá tải. Và khi tình trạng này kéo dài có thể gây vỡ bàng quang, lúc này thì nước tiểu có thể tràn vào ổ bụng và gây nguy hiểm. Người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây nên tình trạng viêm phúc mạc, viêm tấy vùng tiểu khung, viêm xương chậu, thậm chí là có thể tử vong. Bệnh lý thứ 5 mà chúng ta có thể gặp phải nếu nhịn tiểu đó là sỏi thận. Nhịn tiểu thường xuyên được coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới căn bệnh sỏi thận. Bản chất của sỏi thận là các tinh thể có đặc tính rắn, cứng, được hình thành tại thận. Sỏi là sự tích tụ quá mức muối khoáng, chất cặn bã bên trong đường tiết niệu. Mà nguyên nhân sâu xa dẫn tới hiện tượng này là bởi độc tố từ nước thải bị giữ lại quá lâu trong bàng quang. Theo nghiên cứu, bệnh sỏi thận gặp ở đối tượng nam nhiều hơn so với nữ. Hầu hết bệnh không biểu hiện hay là có triệu chứng đặc biệt ra bên ngoài, mà người bệnh chỉ phát hiện ra sỏi khi việc đi tiểu trở nên bất thường, cụ thể là tiểu khô, tiểu đau, tiểu ra máu, thậm chí là lẫn cả sỏi trong nước tiểu. Bệnh lý thứ 6 là suy thận. Suy thận là một hệ lụy hết sức nguy hiểm do thói quen nhịn tiểu lâu ngày. Đây là tình trạng chức năng của thận bị suy yếu, không thể lọc được chất thải và độc tố. Tình trạng này khiến cho chất thải được tích tụ trong cơ thể, ảnh hưởng tới thành phần hóa học của máu. Bệnh sẽ khởi phát bằng những tổn thương, nhiễm trùng thận, sau đó nặng dần, gây ra suy thận. Người bệnh bị suy thận sẽ gặp phải những triệu chứng điển hình như là tâm trạng mệt mỏi, rối loạn cảm xúc, người sốt cao, kèm theo những dấu hiệu như là tiểu buốt rắt, khó tiểu và tiểu ra máu. Và hệ lụy thứ 7 là vô sinh ở nữ giới. Khi mà việc nhịn tiểu trở thành thói quen thì vi khuẩn từ bàng quang rất dễ có thể xâm nhập vào tử cung do nó nằm ngay phía sau bàng quang. Cùng với đó, việc nhịn tiểu quá lâu sẽ khiến kích thước của bàng quang phình to và chèn ép tử cung. Tình trạng này kéo dài có thể khiến tử cung không thể trở về vị trí cũ được. Từ những lý do này có thể dẫn tới căn bệnh vô sinh ở nữ giới. Và điều thứ 8 cũng rất đáng để quan tâm là giảm ham muốn tình dục. Tác hại của việc nhịn tiểu không chỉ dừng lại ở những bệnh lý trên mà nó còn gây giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới. Cụ thể với nam giới, việc nhịn tiểu sẽ gây ức chế thần kinh, rối loạn cương dương. Tình trạng này sẽ gây nên xuất tinh sớm, đau khi xuất tinh và giảm ham muốn tình dục. Với nữ giới thì việc nhịn tiểu gây áp lực lên xương chậu, cổ tử cung và bộ phận sinh dục khác khiến cho chức năng tình dục bị suy giảm và giảm hưng phấn. Vâng, các bạn thân mến, qua những thông tin vừa rồi có thể khẳng định rằng việc nhịn tiểu lâu sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe của chúng ta. Nếu có thói quen này thì các bạn hãy thay đổi sớm đi nhé. Vậy thì thay đổi như thế nào mới là đúng cách? Chúng mình lại có một số những gợi ý dưới đây. Theo những chuyên gia khuyến cáo thì đi tiểu đúng cách, mọi người cần kết hợp hài hòa giữa phản xạ tự nhiên và hành động có ý thức. Đầu tiên, hãy đi tiểu ngay khi cảm thấy buồn. Tiếp theo, nên đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục. Đi tiểu trước khi quan hệ sẽ giúp đẩy bớt vi khuẩn ra khỏi niệu đạo, hạn chế được nguy cơ viêm nhiễm. Và sau khi quan hệ, việc đi tiểu sẽ góp phần ngăn vi khuẩn xâm nhập trở lại cơ thể, nhất là với nữ giới bởi niệu đạo ngắn. Đối với nam giới thì có một lưu ý nhỏ, đó là nên chờ 5-10 phút, sự xung huyết ở cơ quan sinh dục giảm thì mới nên đi tiểu, nếu không sẽ bị trào ngược nước tiểu, lâu dần dẫn tới viêm tuyến tiền liệt. Thứ ba, là theo tính toán của những bác sĩ, một người khỏe mạnh sẽ đi tiểu khoảng 8 lần một ngày, mỗi lần thì khoảng 150-300ml nước. Nếu bạn đi tiểu dưới số lần này, có nghĩa là bạn đang uống quá ít nước, ăn quá ít rau và thực phẩm chứa nhiều nước. Có thể nói đây là lỗi mà dân văn phòng hay mắc phải, bởi hầu hết những đối tượng này thường xuyên ngồi điều hòa. Điều này khiến cho cơ thể ít toát mồ hôi và không có cảm giác khát nước. Từ đó họ lười uống nước nên là ít đi tiểu. Việc ít đi tiểu sẽ khiến cho những độc tố trong cơ thể không được thải loại, do đó dẫn tới những bệnh lý mà chúng mình đã liệt kê ở trên. Vâng, các bạn thân mến, hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp các bạn có kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. Nếu thắc mắc về nội dung này, hãy để lại những thông tin bên dưới để chúng mình giải đáp nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!